Okay, so today we are going to cover like the muscle of the face, but it is the part about mastication. Okay, bữa hôm nay là mình sẽ nói về những cái cơ mặt mà liên quan đến chuyện mà nhai đồ ăn. So we did talk about muscle of facial expressions before. Nó mình nói về những cái cơ mà liên quan đến biểu đạt khuôn mặt trước đó rồi. Thì bây giờ liên quan đến những cái cơ mà để nhai thôi. I think it's better if I try to open this one. If I try to open this one with another program, and then we have this one, and I can just get it smaller, and then this one small as well, just like before, split into two, you know. And this one goes here. Okay, so this one it's 218, 219. All right, so we have the part about major muscle of the head continued. Major muscle of the head. So muscle of mastication. So the first word is of course mastication. Mastications, nhai nuốt, sự nhai đồ ăn. So mastication muscles, what do we have first? So you can see here, first thing first, we have the masseter. Cái cơ bự nhất mà nó this is a masseter, the big one inside. Cái cơ bên ngoài này nè, cái cơ mà platysma này nè, mình cắt ra nó sẽ lộ ra cái masseter bên trong nè, mà nó cũng khá là bự. It's actually masseter is actually a huge muscle. When you cut out the platysma, you see the masseter. The masseter is basically masseter. It covers a lateral aspect of mandibular ramus. Cái cơ này là nó bao phủ cái khía cạnh ở bên hông của cái cằm, cái vùng cằm. Tức là sao? Mỗi bên cằm trái, bên trái, bên phải mặt mình nó đều có một cái cơ masseter cả. So it means that your right and the left of your face, there are two masseters, okay, on your face. And they are at the side, lateral part. Nó nằm ở phía bên cạnh của cái cục mà nguyên một cái khối mà hàm á. Bên cạnh, nó nằm ở bên cạnh nha, lateral nha, bên trái bên phải. Can be palpated on forcible closure of jaws. Khi mà forcible closure of jaws, tức là khi mà mình đóng cái hàm lại, mình cố mà mình nghiến răng, thì mình có thể là dùng cái tay đụng vô. Mình đụng, mình thấy cái cơ masseter nó đang căng. Forcible closure of jaw, you can feel it. You can feel that the masseter is tense. So what is the origin of the masseter? So basically it originates. Nó nằm ở đâu? Nó bắt đầu, cái cơ này nó khởi đầu ở đâu? Nó sẽ nằm ở cái chỗ zygomatic arch and zygomatic bone. Cái cơ gò má nó sẽ bắt đầu cái chỗ mà một cái cơ á, thì mình nhìn vô mình thấy cái phần trắng trắng á, nó là sẽ là cái nơi mà nó có thể là nơi bắt đầu hoặc là cái nơi mà nó insert. Thì cái masseter này nó sẽ bắt đầu ở đâu? Mình nên biết một điều, đó là cái hàm nó là cái di chuyển, đúng không em? You know the mandible is actually the thing that moves, right? Nguyên một cái hàm dưới á, cái hàm dưới nó là cái mà nó di chuyển, right? Cho nên là mình có thể suy ra được là cái origin của cái masseter này nó không phải trên cái hàm đó. Tại vì cái chỗ di chuyển nó phải là cái chỗ insertion mới đúng nha. You understand what I mean, right? Hello? Miss Dan, your microphone's off. Bật mic nó đang ơi. You understand what I mean by that, right? Okay. Cái masseter
nó đính vào cái xương gò má, zygomatic arch and zygomatic bone, ok. Nó phải đính vào xương gò má, tại vì cái chỗ gò má đâu có di chuyển mấy đâu, nó không hề di chuyển luôn á. Và nó insert vào chỗ nào? Nó sẽ insert vô cái angle and ramus of mandible, cái góc cái cạnh ở chỗ cái xương hàm, thì cái chỗ góc cạnh này nè là cái chỗ nó insert vô nè. Bên dưới này thì nó insert vô cái chỗ mà cái góc cái cạnh của cái hàm này nè, the mandible, but basically angle and ramus of mandible. Action nó làm gì? Khi mà cái này nó co lại á, thì đương nhiên là nó là cái cơ di chuyển chính luôn, prime mover. It's a prime mover of jaw closure là cơ di chuyển chính của sự đóng cái hàm lại. Cái hàm nó đóng lại phần đông chính là do tại vì cái masseter này. Thì đương nhiên rồi, cái cơ masseter này nó co lại thì đương nhiên là nguyên cả cái hàm này nó đậy lại. Bên trái bên phải nó làm nguyên cái hàm nó đậy lại. And then we can go to the muscle called temporalis. So the name suggests that it's come from the temporal region, right? Cái tên mà muscle nó tên là tên temporalis thì đương nhiên là nó sẽ chỉ định một điều là cái cơ này nó có gốc gác ở đâu đó ở cái vùng mà thùy thái dương, nó temporal region, you know, temporalis, temporal. Thì this is a temporalis, you can see here the whole thing here, temporalis. Thì sao? It's a fan shaped muscle, nó là một cái cơ mà nó có cái hình như cánh quạt vậy đó. It's a fan shaped muscle, cơ có hình cánh quạt. Lying over parts of frontal, parietal and temporal bones. Thì nó không hoàn toàn nằm ở cái vùng temporal bones, mà cái cơ temporalis này nó cũng có nằm đè lên một phần, vài phần của cái phần mà thùy trước, thùy đỉnh và thùy thái dương, cái xương mấy cái chỗ đó. nó có lấn qua mấy chỗ đó nữa. And temporalis, where does it originate? Cái góc gác của nó nằm đâu? Cái góc gác thì đương nhiên temporalis nó sẽ góc gác từ cái chỗ temporal gì đó. Và cái gì đó nó chính là temporal fossa, cái chỗ hõm xuống của cái vùng mà thùy thái dương, temporal fossa. Temporal fossa, cái chỗ lõm xuống của vùng thùy thái dương. Temporal fossa nó sẽ là cái nơi bắt đầu nó. Nếu mình nhìn kỹ mình có thấy đây nè, cái cơ này, cái chỗ trắng trắng này nó bắt đầu từ cái chỗ mà cái hõm xuống của cái temporal fossa mà. Thì nó sẽ bắt đầu từ đó thôi. And then nó dính vô đâu? Insert vô đâu? Coronoid process of mandible. You can see here. Nè, temporalis nè, nó cũng chịu trách nhiệm cho việc nhai luôn, temporalis. Cho nên là nó cũng đính vào đâu đó ở cái chỗ mandible luôn. Coronoid process. Let's check the word coronoid. Coronoid chứ là cái hình mà giống như là cái móc, cái giống hình cái móc á. Hoặc là nhìn giống như cái mỏ có một cái con bọ, chim đen, con quạ. Giống cái mỏ con quạ hoặc là mỏ quạ, hoặc là có hình giống như là cái móc á. So it's insert into the coronoid process of mandible. Nó giống như nó móc vào cái, giống như cái mỏ quạ móc vào cái vùng xương hàm rồi đó. So this is temporalis here. Nó móc vô thôi cái xương hàm thôi, temporalis. Coronoid process of mandible. Cái nó gọi là cái chỗ nhú lên như mỏ quạ, mỏ con quạ của cái xương hàm.
cái chỗ nhú lên như mỏ con quạ đó của cái xương hàm, coronoid process of mandible, và nó nằm ở cái chỗ này, nó đính vào cái xương hàm thực sự mà nói. Khi mà nó co lại thì đương nhiên nó cũng sẽ làm đóng cái hàm lại thôi. Closes jaw and elevates and retract mandible, và nó to như thế này, một cái cơ to như thế này, đính vô thì khi mà nó co lại nó cũng sẽ làm cho cái hàm này nó elevate, là nó nâng lên. Ngoài cái chuyện đóng hàm lại, nó còn nâng cái hàm lên, retract mandible, tức nó làm cho cái hàm nó đừng có, nó rớt xuống, nó đừng có làm cái hàm nó rớt xuống, thì là nó sẽ nâng cái hàm lên và nó rút cái hàm lại. Nâng lên là chuyện, còn rút lại nữa nha. Nâng lên xong nó còn rút về phía bên cái chỗ, cái hướng mà chéo chéo này nè, về phía mà cái temporal. Nâng lên là chuyện, còn rút về nữa nha. Elevate and retract mandible, ok. You okay, Miss Dan? Okay. And then we, what do we have next? Buccinator. Buccinator. You can see the one called buccinator here. Nó là cái cái cơ mà nó dọc xung quanh mấy cái răng á. So this muscle actually surround the teeth, the inner teeth that we have. See muscle of facial expression. Cái fuccinator này nó cũng liên quan đến cái cơ mà để biểu đạt khuôn mặt mà đương nhiên hồi bữa trước mình học rồi. Cái cơ này nó cũng liên quan với đẹp khuôn mặt luôn. Thì cái buccinator này nó sẽ làm gì? Mình coi lại bên trên nè. Buccinator nó là cái cái cơ chính của cái vùng gò má. Here, buccinator. Cái cơ chính ở vùng gò má nè, cái chỗ này. Bên trong cơ chính vùng gò má, nó chạy ngang nha, nó chạy theo chiều ngang nha. I think it's better if I go to 220. No, 219. Nó cái cơ này nó chạy dọc ngang bên trong. Deep to the masseter. Nó nằm rất là sâu đằng, nó còn masseter nó nằm ở giữa rồi, nó còn đằng sâu bên trong nữa. Buccinator nằm sâu bên trong nữa. Cũng cho so với lại cái masseter. Thì mình nhìn là cái này mình sẽ thấy được là cái phần mà insert nó nằm ở đâu. Nó phải insert vào cái vùng molar region of maxilla and mandible. Cái vùng mà molar là cái vùng răng hàm á. Molar teeth. Nó gọi là răng hàm á. Thì là molar region of maxilla and mandible. Vùng răng hàm. Vùng răng hàm. Wait a moment, hai chữ L không? This double L, right? Vùng răng hàm của cái maxilla là cái vùng má và cằm. Vùng răng hàm của cái vùng má và cằm, tức là nó sẽ bắt đầu cái chỗ cái răng hàm sau cùng trong đây nè. Vùng răng hàm, buccinator. Và nó insert vô đâu? Nó sẽ insert, mà mình nhìn thấy rõ đây nè. Cái buccinator nó insert vô đâu? Nó đính vô cái cơ orbicularis oris này luôn nha. Chứ nó không có đính vô xương nào đó ở đây đâu nha. Nó đính vào thẳng vô cái cơ orbicularis oris luôn, cho nên phải chú ý chỗ này. Buccinator, the word buccinator. Thì cái buccinator nó làm nhiệm vụ gì? Nó giúp giữ cho cái má vào trong cái răng trong quá trình mà mình nhai nhóp nhép như vậy. Thì là đương nhiên có cơ dọc thì phải có cơ ngang để nó giữ, chứ nếu không á là nó sẽ đi tùm lum đó. Khi mà mình nhai nhóp nhép, nó giữ cho cái vùng gò má này, nó đính vào cái răng trong quá trình mà nhai. Tại vì khi mà nhai thì đương nhiên là cái này lên xuống cái hàm á, nó di chuyển.
thì nó cũng phải có cái nó giữ lại cái miệng, nó giữ lại cái vùng gò má này với lại những cái răng trong lúc quá trình mà mình nhai chứ. Nó giữ lại thôi, nhiệm vụ của nó là vậy. So what does it do? It draws corner of mouth laterally. Nó làm những cái góc của cái miệng á, nó hướng về phía hông. Thì đương nhiên rồi, khi mà cái cơ buccinator này nó co lại đi, thì đương nhiên là cái góc miệng á nó sẽ kéo qua bên về phía bên hông. Nó làm cái miệng nó rộng ra. Compresses cheek. Nó làm cho cái vùng gò má này nó bị căng ra. Compresses. Ví dụ trong lúc mà mình khi mình hút sáo chẳng hạn. Và nó cái buccinator làm nhiệm vụ gì? Nó giữ thức ăn ở giữa những cái răng trong cái quá trình chewing. Cho nên là cái má nó mới căng lên khi mà mình nhai đầy họng như vậy. Nó giữ lại. Và khi mình hút sáo nó sẽ làm cho cái vùng gò má nó căng là do như vậy đó. Okay, we can move on here and then we see. Ngoài cái buccinator này, temporalis và masseter nó còn gì nữa? So we have two other ones. Pterygoids. Pterygoids. So here we have the lateral pterygoids and medial pterygoids, Một cái cơ nữa đó chính là cái cơ nằm ở phía bên hông. Cơ pterygoid nằm phía bên hông, lateral pterygoid. Và cái cơ pterygoid mà nó nằm ở giữa, nó gọi là medial pterygoid. Là cái chỗ này nó làm cái gì? Khi mà cái masseter này người ta cắt nó ra xong rồi người ta kéo nó ra về phía đằng sau thì mình mới nhìn thấy được cái lateral và medial pterygoid nha. Cắt cái bắt một phát ngay cái masseter này xong rồi kéo nó ra. Đó, thì mình mới nhìn thấy được hai cái này ở đây, trong đây. Tức là hai cái này nó rất là sâu luôn nha. These things are actually very very deep. So, what do we have? Medial, let's talk about medial pterygoid first, okay? Cái vùng cái cơ mà medial pterygoid này nó chạy dọc theo cái phần mà medial, tức là cái vùng mà ở giữa và bên trong bề mặt bên trong và ở giữa của cái vùng hàm. Bởi vì chính vì lẽ đó cho nên là phần đông cái cơ medial pterygoid này nó được giấu kín, phần đông được giấu kín bởi cái xương mandible hết. Cho nên là mình phải cắt ra bao nhiêu lớp mình mới thấy được nó. So we have to cut several layers in order to see it, you know. Largely concealed by that mandible. Nó chạy dọc theo cái xương mandible, cái bề mặt của xương mandible mà phía bên trong nha, medial. Tức là cái bề mặt mà bây giờ một cái xương hàm đi. Hàm dưới đi. Thì đương nhiên là cái khúc mà nó chĩa về phía cái cuống họng á, nó chính là cái khúc mà ở giữa. Còn cái khúc bên ngoài lateral là cái khúc mà nó gần cái mang tai. Thì cái medial pterygoid này mình thấy rõ nè, cái này là cái hàm nè. Đó. Thì là cái medial pterygoid này nó còn được giấu bởi cái xương hàm này luôn nè. Tức là cái này á nó sẽ gần cái cuống họng của mình rất là nhiều hơn so với lại cái xương hàm. Cho nên nó là medial, nó về khúc giữa cơ thể nè. Nó chạy dọc theo cái mặt mà bên trong nha. Cái này là cái xương hàm này, mặt bên trong của nó là bên trong nè. Của cái xương hàm. Vì vậy nó được che kín bởi cái xương hàm đó. Và medial pterygoid nó là cái gì? Cái origin nó gắn ở đâu? Mình thấy cái trắng trắng nè, nó gắn vô cái xương sphenoid, palatine and maxillary bones. Sphenoid bone như xương bướm đó bạn. Đúng rồi, nhìn giống hình con bướm á, xương bướm á. Nó đính vào cái xương nào? Đính vào cái xương bướm ở cái lỗ mũi á, đằng sau lỗ mũi á. Xương bướm, cái khoang này trong đây nè, tuốt bên trong sau luôn. Xương bướm palatine là cái trần của cái cuống họng, nó gọi là palatine.
And maxillary bone là những cái xương mà nằm ở gò má. So basically, medial pterygoid muscle originated from sphenoid bone, palatine bone, and maxillary bone. Đó, nó bắt đầu từ cái xương sphenoid là cái xương bướm nè. Cái xương mà ngay palatine là cái xương mà của cái trần của cái cuống họng á, palatine bone, và cái xương gò má luôn, maxillary bones. Và nó insert vô đâu? Mình cái hình này mình thấy nó insert vô đâu nè. Nó sẽ insert vô cái gì đó mà nó di chuyển. Trong trường hợp này nó chỉ có mandible di chuyển được thôi, là nhiều nhất nè. Cho nên kiểu gì nó cũng sẽ insert vô mandible, các bạn thấy nè, nhìn thấy rõ ràng luôn. Mấy cái cơ này đều insert vô mandible hết. Tại vì mandible là cái mà di chuyển chính ở đây. Nó sẽ insert vô cái bề mặt nằm về phía bên giữa của cái mandible, gần cái góc của nó, gần cái góc của nó. Thì đương nhiên rồi, nó là medial pterygoid thì đương nhiên là nó nằm ở gần cái cuống họng hơn, nó gần khúc giữa cơ thể hơn. Cho nên nó sẽ insert vô cái bề mặt bên trong, bề mặt trong, hay là bề mặt mà nằm phía bên giữa hơn, chỉ ở phía giữa hơn của cái xương hàm, gần cái góc của nó. Cái angle của nó, cái góc của cái xương hàm. Action của nó là gì? Synergist, đồng bộ hóa. Synergist. So what is synergist? We can check the word synergist again. Đồng bộ một cái gì đó mà nó đồng bộ chung với cái gì đó khác. So basically there are synergies of temporalis and masseter. Thì cái xương temporalis, cơ temporalis và cơ masseter, thì là khi mà nó di chuyển á, thì cái medial pterygoid này nó cũng phải di chuyển đồng bộ với hai cái này luôn. Nó làm nhiệm vụ gì? Nó cũng sẽ phải làm nhiệm vụ là nâng cái hàm lên. Và nó cũng phải đi kèm, nó cũng phải làm việc chung với lại cái lateral pterygoid này luôn. Và nó đóng vai trò gì? Nó hỗ trợ trong cái chuyển động mà ngầm 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 ngầm, cái chuyển động mà nhai 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 nhai, cái chuyển động mà giống như là mình nghiền 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 cái răng. Khi mà mình nghiền á thì mình để ý có phải là cái răng là nó di chuyển tròn tròn trong miệng không, chứ nó không phải là cắn, mà nó là chuyển động tròn tròn, xoay qua xoay lại không, xoay theo kiểu hình tròn á, ngầm ngầm nhòm nhòm nhòm, nó xoay qua xoay lại chứ nó không phải là cắn. Cho nên là mình có thể nói là hai cái này, lateral và medial pterygoid này, nó hỗ trợ cùng nhau trong cái chuyển động mà nghiền nha, chứ không phải chuyển động cắn nha. Chuyển động nghiền là do hai cái thằng này. So medial and lateral pterygoid muscles help hay là aid in grinding movement. Chuyển động nghiền thì là hai thằng này, medial và lateral pterygoid. Okay, if we move on to lateral pterygoid, thì nó là cái gì? Nó là cái phần nằm bên trên. Nó là cái muscle mà nằm bên trên của cái medial pterygoid thôi. Superior. Thì nó đính vô đâu? Nằm tuốt bên sau, bên trong nha. Nó rất là sâu bên trong luôn á. Nó sẽ đính vô cái chỗ greater wing of sphenoid bone. Lateral pterygoid muscle originates
from the greater wing of sphenoid bone. Cánh lớn của xương bướm. Cái xương bướm tuốt bên trong cái lỗ mũi thì nó đính vô cái cánh lớn của xương bướm nha. It's connected to the greater wing of the sphenoid bone. Và nó đính vào cái cánh lớn ở đó. Thì là bây giờ nó insert vô đâu? Nó insert vô cái condylar process of mandible. Nó đương nhiên mấy cái này nó đều là đính vô mandible hết nha. Tất cả mấy cái này đều đính vô mandible hết. Tại vì mandible là cái di chuyển chính đây, để mà nhai, nghiền, cắn gì đó đều là mandible hết. Cho nên là tất cả mấy cái này nó đều đính vô mandible hết. Đính vô cái condylar process. Oh, we need to check the word condylar again. Cái phần mà tròn tròn của một cái xương mà nó tạo thành một cái khớp đó, nó là cái condylar. Thì cái chỗ này là cái tròn tròn mình hình thấy nè. Cái xương hàm này nó có cái chỗ tròn tròn ở cuối cùng nè. Thì đây là cái nơi mà cái lateral pterygoid này đính vô condylar process of mandible. Cái nó đính vô cái chỗ nhú lên tròn tròn của cái vùng mà xương hàm này nè. And what does it do? Khi mà cái này nó contract, cái khi mà cái cơ này nó co lại thì cái chuyện gì xảy ra không? Protracts jaws, tức là nó di chuyển về phía trước. Thì mình có thấy được là cái cơ này nó ngang nè. Khi mà cái này nó co lại thì có phải là cái hàm nó sẽ tiến về phía trước không? Cái hàm nó sẽ tiến về phía trước của cái khuôn mặt, tức là tiến bên phải, tiến bên trái nè. Nó tiến phía trước của bên khuôn mặt nè. Thì nó di chuyển cái jaw, cái hàm về phía trước nha. It moves, it protracts the jaw, cho nó cái jaw nó lồi ra, tức là nó di chuyển nguyên cái hàm về phía trước. In conjunction with medial pterygoid, nó sẽ làm việc chung với cái medial pterygoid. Thì hai cái này nó hỗ trợ trong cái chuyển động mà nhai tròn 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 tròn, nhai 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 đi qua đi lại của cái răng. Ok. Nhưng mà cái lateral pterygoid này nó còn một cái được, nó làm cho cái hàm nó đẩy phía trước. And then what do we have? Okay, so this is all the muscle of mastication you need to know. Đó, tất cả những cái cơ mà liên quan đến chuyện nhai này mình cần biết nè. Thứ nhất là masseter, quan trọng. Cái này là cái masseter là cái bự nhất nè. Đương nhiên phải nói cái bự nhất trước. Masseter nó nằm cái masseter là cái bự nhất. Rồi sau đó là cái temporalis, nó cũng rất là bự và nó hơn xương là cái muscle hơn cái quạng. Đính vô, nó cũng đính vô mandible luôn. Thứ ba là buccinator, là cái mà ngang ngang như nè. Đính vô cái orbicularis oris. Thứ tư và thứ năm nó chính là cái medial và cái lateral pterygoid, năm cái muscle để liên quan đến chuyện mà nhai. Cái đen nó ghi là gì? Cái xe này là cái nhìn bên hông thôi của cái temporalis nè, masseter là buccinator. Còn cái hình D này nó là cái nhìn mà phía bên hông của những cái cơ mà để nhai rất là sâu bên trong, tức là cái lateral, cái medial pterygoid nè. And then as we move on, we have the next one. It is neck and throat. Okay. Tiếp theo là những cái cơ mà phía trước của cái cuống họng và cái vùng cổ, nó có cơ phía trước và cái những cái khác. Những cơ phía trước của vùng cổ và vùng họng. Nói chung là nói về cổ và cái cuống họng đi đã. Muscle of the neck and throat. Are you still there, Miss Dan? Because you've been silent. Yes, I'm here. Okay, great.
Now we have muscle of the neck and throat. Mình nói về cái cổ và cái cuống họng thì sao? So we have suprahyoid muscle and infrahyoid muscle. Cái hyoid là cái chỗ nào? So hyoid, mình nhớ có một cái xương đó là xương hyoid. Hyoid nó là một cái xương có hình chữ U ngay giữa cái cổ. Nó nằm giữa cái chin là cái cằm và cái tuyến giáp thyroid, mà nó chịu lực cho cái vùng cái lưỡi và những cái cơ lưỡi. Cơ hình chữ U, U-shaped bone, nằm ở giữa cổ, nằm giữa cái cằm và cái tuyến giáp. Đây là cái này là cái thyro là biết tuyến giáp ở đây nè. Thì cái chỗ cái xương hyoid nó nằm đâu đây nè, here around here, hình xương hình chữ U này. Okay, so let me just, I think we can move this one to 20, right? God, I hate looking at this thing because it's hard to see anything from here. We need color. Okay, so we have supra and infra. Supra, of course, in supra là bên trên, infra là bên dưới. Up and down, you know. Okay. So suprahyoid muscle, bên trên của cái hyoid muscle, nó sẽ có cái bên trên cái hyoid đó, nó sẽ có cái cơ là digastric, stylohyoid và mylohyoid. Mylohyoid là cái này. Digastric là cái anterior belly và là cái posterior belly. Mylohyoid và stylohyoid. Đó, ba cái nhóm này nè, mấy cái nguyên cái nhóm ở chỗ này nè. Này là cái xương hyoid bone nè. Mình nhìn thấy rõ luôn, nó chia ra bên trên và bên dưới luôn á. Tại vì có cái xương hyoid bone ở đây, bên trên là nguyên cái nhóm này. Bên dưới nó sẽ là nguyên cái nhóm bên dưới này. Nó chia rõ ràng luôn, hyoid bone thì là nhóm bên trên. Nó sẽ bao gồm là digastric. Digastric, bụng trước, bụng sau, bụng trước, bụng sau, anterior belly và posterior belly. Stylohyoid là cái này. Stylohyoid là cái này và mylohyoid, okay. Infrahyoid muscle là những cái cơ nằm dưới cái xương hyoid này, thì nó có cái gì? Nó có steno, nó có stenohyoid. Where's that? Steno. Thì đương nhiên nó liên quan, nó đính vô cái phần sternum á. Cái này nó đính vô cái sternum bên dưới này nè. Stenohyoid. Và stenothyroid nữa. Thì đương nhiên là nó sẽ đính vô cái sternum và cái tuyến giáp, cái chỗ thyroid á. Omohyoid. Omohyoid. Here. Omohyoid. Cái xương nhỏ nhỏ chỗ gần cái xương đòn này, omohyoid. And thyrohyoid. Thì đương nhiên là cái cơ nằm ở cái chỗ mà tuyến giáp và cái xương hyoid này. Bốn cái. Bên trên là 3, bên dưới là 4. Okay. And then now digastric. Bây giờ nói cái bên trên đi, digastric. Nó sẽ bao gồm hai cái belly, nó bao gồm hai cái chỗ cái bụng cơ được đoàn kết lại một chỗ bởi một cái chỗ mà dây tendon, intermediate tendon. Nó có một cái tendon ngay đây nè. Nó sẽ đoàn kết nối hai cái cơ này lại với nhau, hai cái bụng này lại với nhau. Nó tạo thành một cái chữ V. Bên dưới cái cằm á,
digastric. Nó mình có thể nhẫn đầu lên là mình sờ thử mình sẽ thấy được là nó có một cái chỗ cái nó tạo một cái góc hình như hình chữ V hay là cái góc mà hình giống tam giác ngay đây nè. Và cái origin nó nằm ở đâu? Thì mình cứ nhớ là vậy đi, cái nào di chuyển thì là nó sẽ insert. Thì cái digastric này nó sẽ origin nó nằm chỗ nào? Lower margin of mandible, nó sẽ bắt đầu khởi đầu từ cái bờ bên thấp hơn của cái mandible. Thì cái anterior belly này sẽ là cái bờ thấp hơn cái chỗ này nè. Và mastoid process, thì là mastoid process là cái chỗ mà cái nhú lên cái nhú dưới của cái hàm á. Mình nhìn mình sờ mình sẽ thấy là cái chỗ mà cái cục xương nhú dưới này nè, nó sẽ là cái chỗ origin của cái posterior belly. Còn cái anterior belly này nó sẽ originate ở cái chỗ mà cái bờ thấp hơn của cái mandible. Cái cằm thì cái bờ thấp hơn là cái chỗ này nè. Nhưng mà cái chỗ này có vẻ nó giống như hơi bị ngoại lệ. Hồi nãy mình nói về mấy cái xương mà nhai mastication á, thì nó đều đính vô mandible insertion vào đó. Nhưng mà bây giờ có vẻ như khi mình nói về neck and throat thì nó hơi bị khác rồi. It's a bit different now. Thì bây giờ cái origin của cái digastric nó lại đính vô xương hàm nha. Kỳ vậy đó. Nhưng mà nó insert vô đâu? Nó sẽ đính vô đâu, nó insert vô đâu? By a connected tissue loop to hyoid bones. Nó sẽ đính vào cái xương hyoid này bằng một cái gì? Những cái sự mà lặp đi lặp lại của những cái mô liên kết. Nó đính vô và mô liên kết nha, vào cái hyoid bone này. Bởi cái sự lặp đi lặp lại của những mô liên kết vào cái hyoid bone này. Strange. And then khi mà nó co lại đi thì mình đoán sẽ nó làm nhiệm vụ gì? Khi nó co lại, khi mà hai cái anterior belly và posterior belly này nó co lại đi thì chuyện gì xảy ra? Đương nhiên là nó insert vô cái hyoid bone. Thì khi nó co lại, cái hyoid bone này nó sẽ nâng lên. Elevate hyoid bone, nó nâng cái hyoid bone này lên nè. Hai cái này nó acting cùng nhau luôn, nó nâng cái hyoid bone này lên. Nó mở cái miệng ra. Và nó làm cho cái mandible này nó bị kéo xuống. Thì đương nhiên rồi, cái này, hai cái cơ digastric này, khi mà nó co lại thì cái hyoid bone này nó nâng lên chút xíu. Và nó cũng kéo cái hàm đi xuống dưới chút xíu. Thì đương nhiên cái miệng nó sẽ mở ra thôi à. Đương nhiên cái miệng nó sẽ mở ra. Ok. And then we move on to stylohyoid. Khi mà mình đi đến cái xương stylohyoid đi. Thì nó là cái gì? Stylohyoid is basically what? What is stylohyoid? Nó là một cái cơ rất là mỏng manh, slender muscle, chạy dọc song song nha, chạy dọc song song cái bờ posterior của cái digastric bên trên nè. Tức là sao? Cái posterior belly này nó sẽ có một cái stylohyoid nó chạy dọc song song nó luôn. Chứ nó không phải là nó nha. It's not the same thing. Chạy dọc song song theo cái bờ posterior của cái digastric. Bên dưới cái góc của cái hàm. Cái stylohyoid này nó rất là mỏng manh luôn á. And then what else? What does it do? Nó sẽ đính vô đâu? Nó originate ở đâu? Góc gác nó nằm ở đâu? Góc gác nó sẽ là cái... Tại sao nó gọi là styloid hyoid? Tại vì cái góc gác của nó sẽ đính vào cái khía cạnh, cái góc mà styloid của cái xương thái dương nha, temporal bone nha, tức là nó tuốt tận trên cái mang tai lận nha. Cho nên mình nhìn thấy nó nằm ở chỗ cổ thôi, nhưng mà nó tuốt tận mang tai lận á. So stylo
Stilo Hyoid. Bấm. Có nguồn gốc từ Stilloid process của xương xương mang ta xương thái dương á, xương temporal á. Cái góc stilloid của cái xương temporal, tức là ngay cái vùng mang tai lận á, cái vùng thái dương lận á, và nó sẽ insert vô đâu? Đương nhiên là tên của nó là stilloid hyoid thì nó sẽ insert vào cái xương hyoid bên dưới này. Và cái nhiệm vụ của nó là cái gì? Nó sẽ khi mà nó co thì đương nhiên là nó sẽ giúp làm sao cho cái hyoid bone nó nâng lên, kéo lên thôi. Có rất là nhiều cái muscle để nó làm cho nguyên cái đống nó nâng lên hoặc làm cho cái hàm nó cụp xuống. And then we talk about myelohyoid now. Myelohyoid là khi mà just deep to digastric. Bây giờ hai cái digastric này nè, mình cắt hết hai này ra, mình xẻ nó ra, mình nó sẽ lộ ra cái myelohyoid là nguyên cái tảng bự đằng trong bên trong này nè. Rất là sâu đối với digastric. Forms the floor of mouth. Nó tạo thành cái gọi là cái nền của cái miệng á. The floor of mouth. Nó tạo thành một cái nền giống cái nền nhà của cái miệng đó. Myelohyoid muscle tạo thành cái nền của cái miệng. The floor of the mouth. Và nó sâu như vậy, cái origin nó bắt đầu từ chỗ nào? Cái này nó sẽ đến và cái này cái origin của nó sẽ là ở cái bề mặt mà hướng về phía giữa cơ thể của cái mandible. Medial surface of mandible là cái chỗ này nè, ngay bên dưới của cái mandible là cái chỗ này. Nó sẽ đến vào cái medial surface, cái bề mặt mà chỉ ở phía giữa của cái mandible này. Và insert vô đâu? Nó sẽ insert vào cái xương hyoid bone. Insert vào cái xương hyoid bone và median raphe. What is median raphe? Median raphe. Moment. We don't see it here. Interesting. Median raphe, where is that? Moment, let me check. Rồi, hiểu rồi. Cái đường mà cái median raphe là cái đường mà nó giữa giữa ngay đây nè. Nơi mà bên trái và bên phải của cái chỗ này nó gặp nhau, nó gọi là cái median raphe, là cái đường ở giữa. Median raphe. Đường ở giữa. Đường ở giữa liên kết. Đường ở giữa liên kết bên trái và bên phải của cái họng của cái cổ chứ. Của hai cái myelohyoid. Cái myelohyoid bên trái bên phải nó sẽ nó sẽ gặp nhau ở cái median raphe này. Và đương nhiên là cái myelohyoid này nó cũng đính vô cái chỗ cái đường này luôn. Và nó đính vô cái xương hyoid bone này luôn. Để làm cái gì? Khi mà cái hai myelohyoid này nó co lại thì sao? Nó cũng sẽ kéo cái xương hyoid bone này lên bên trên, elevate. Và nó elevate luôn cái gì? Nó sẽ kéo lên luôn cái nền của cái lưỡi trong quá trình mình nuốt. Nó kéo cái nền của cái lưỡi lên trong quá trình nuốt. Milo
thigh or a muscle. Kéo cái hiatus bone lên bên trên và kéo cái nền của lưỡi lên bên trên trong quá trình nuốt thức ăn. Nuốt thức ăn thì cái lưỡi, cái nền của cái lưỡi nó mình nâng lên luôn. Giống như nuốt thức ăn nè. Nói chung là tất cả mấy cái đống này khi mà nó co lại mình đều thấy nó đính vô cái hai vết thì đương nhiên nó phải kéo cái hai vết lên rồi. Chắc chắn rồi đó. Và cái digastric này thì nó làm nhiệm vụ làm cho cái hàm này nó hạ xuống. Cái styrom hiatus này thì nó cũng làm nhiệm vụ là kéo cái hiatus bone này lên. Còn cái milo hiatus thì nó làm nhiệm vụ gì? Nó cũng kéo cái hiatus bone này lên và nhưng mà nó còn làm một nhiệm vụ khác, đó là nó kéo cái nền của cái lưỡi lên trong quá trình mình nuốt. Ok. Those are the three muscles we need to know, okay? And now infrahiatus muscle. Bây giờ qua cái phần mà bên dưới nè, cái cơ bên dưới của cái hiatus. Bốn cái, nó là stenohiatus. Where is that? Stenohiatus. Stenohiatus. Ah, there you go. This one. Thì đương nhiên cái tên của nó sẽ nói là cái gì? Nó chạy một cách mà nó chạy theo cái hướng medially along the neck. Nó chạy dọc theo cái chỗ mà cái cổ luôn, về phía giữa cơ thể. Strap like, nó giống như là một cái dây, giống như một cái dây để mà cái quai, giống như quai đeo của một cái túi rồi đó. Strap like. Thì stenohiatus này nó sẽ đính vô đâu? Nó sẽ đính vô cái manubrium and medial end of clavicle. Này, cái xương clavicle nè, xương clavicle là cái xương này nè, xương đòn nè. Nó sẽ đính vô cái khúc mà kết thúc mà gần ở giữa của cơ thể nè, của cái clavicle là cái chỗ này. Và cái nam manubrium and medial end of clavicle. What is manubrium? Manubrium của clavicle nó là cái phần mà nằm phía bên trên nhất của cái vùng sternum. Nó có cái hình mà con thoi á. Đây, cái chỗ mà trên nhất của con thoi của cái sternum là cái chỗ này nè. Manubrium. Và cái khúc mà medial end của cái clavicle là cái chỗ này. Và nó sẽ insert vô đâu? Nó sẽ insert vô cái lower margin of hiatus bones. Nó sẽ insert vô cái phần mà cái bờ thấp hơn của cái xương hiatus này. Nó làm nhiệm vụ gì? Khi mà cái này nó co lại thì sao? Acting with stenohiatus and omohiatus, nó sẽ đồng hành, nó cùng vận hành với stenohiatus. Stenohiatus thì nó đồng hành với lại cái stenothyroid, và omohiatus nó sẽ kéo cái larynx, cái cuống họng á, nó kéo cái cuống họng và cái xương hiatus về phía bên dưới nha. Mấy cái bên trên này là thì là nó sẽ kéo hiatus về bên trên, còn mấy cái bên dưới này khi mà nó co lại thì nó sẽ kéo cái hiatus về phía dưới. Nó depress cái larynx, nó làm cho cái cuống họng, cái larynx á, bên trên này, cuống họng nó kéo xuống, xương hiatus bị kéo xuống luôn. Nếu mà cái hàm nó bị fix lại ở một chỗ thì nó kéo cái larynx và cái hiatus xuống. Nó cũng có thể làm cho cái xương sọ nó flex, nó khi mà cái này nó co lại đi một bên thôi thì nó có thể làm cho cái xương sọ nó flex, nó nghiêng qua một bên nữa. Mình nghiêng đầu giống kiểu mình nghiêng đầu qua bên trái, nghiêng vào bên phải thì một bên này nó co lại, nó nghiêng qua bên bên này thôi.
bên ví dụ bên bên phải người mà nó co lại đi thì cái đầu nó sẽ nghiêng bên phải. Vân vân. Alright. Đó là cái steno thyroid. Khi mà mình nhắc tới cái những cái khác đi, steno thyroid, cái này cái tên nó rất là dễ bị nhầm nhau nha. Steno hyoid với lại steno thyroid rất là dễ nhầm nhau luôn. Thì cái steno thyroid mình là cái này nè. Còn nãy mình nói là cái steno hyoid nha, là cái bên trên này nè. Lộn rồi, nãy thầy chỉ lộn rồi. Cái ste cái 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 steno hyoid là cái này nè, steno hyoid là cái này nè, bên trên này mới đúng nè. Còn cái steno thyroid mới là cái bự bự này nè. Nó chạy về phía bên hông và sau so với lại cái steno hyoid. Tức là cái bên ngoài nó phải là steno hyoid, xong rồi á, bên sau bên trong nó mới là cái steno thyroid. Và nó insert vô đâu? À, sorry, nó originate, nó bắt đầu ở cái bề mặt mà phía bên sau của cái manubrium, là cái chỗ mà cái góc của cái xương sternum này nè, cái góc này nè, cái góc nhọn nhọn này nè. Mặt sau của cái manubrium. Thì mình thấy rõ cái này nó đứng ở mặt sau của manubrium, cái mặt sau của cái cục mà này. Và nó sẽ insert vô đâu? Mình thấy nó insert vô đâu nè. Nó insert vô cái sụn thyroid của cái larynx. Tức là nó cái cơ này nó dài lắm nha. Nó kéo lên đến tận cái cuống họng bên trên cái larynx lận mà. Nó sẽ vô cái sụn thyroid của cái larynx lận. Cái xương steno-thyroid này dài lắm, như vậy đi. Xương steno-thyroid. Sorry, không phải xương. Cơ chứ. Cơ steno-thyroid rất là dài. Tại vì nó kéo từ cái vùng mà sternum, nó kéo lên tới tận cái cuống họng, cái larynx lên mà. Thyroid cartilage of larynx. Đó, mình thấy kéo tận này. Thôi chắc ngày mai mình học tiếp đi, tại 11 giờ hay có bạn, thầy có người khác học nữa. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also follow, press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.